tham kiến trưởng môn nhân. Ông không phải đệ tử của phái Nga Mi, không cần phải gọi tôi như vậy. Chỉ cần được ở bên cạnh cho cô nương tại Hà Nguyện làm đệ tử của Nga Mi. Ông là con trai của Tống Diễn Kiều, đương đương là người thừa kế trưởng môn của phái Võ Đàng, lại chịu hẹp hòi làm đệ tử của phái Nga Mi. Ta là phản đồ của Võ Đàng lâu rồi, nói gì đến trưởng môn nữa. Vậy ông thật tình nguyện làm đệ tử của phái Nga Mi tôi? Đệ tử Tống Thanh Thư khấu kiến trưởng môn nhân. Chỉ Nhược, Chỉ Nhược, Chỉ Nhược. Trưởng môn nhân, tham kiến trưởng môn nhân. Tất cả đệ tử chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi. Lần này đại hội đồ sư của Thiếu Lâm là ngày thiên hạ anh hùng tụ tập lại. Phái Nga Mi của ta phải mượn vào cơ hội này, trước mặt các phái của thiên hạ tranh đoạt Kim Mao Sư Dương, cho thiên hạ đều biết phái Nga Mi của ta dù tất cả đều là nữ nhưng không hề yếu hơn nam nhi. Tham kiến trưởng môn nhân. Gần đây ta có luyện một môn võ công, cũng có chút âm đức. Bây giờ ta sẽ dạy cho các người một cách nhanh chóng. Tất cả hãy cố gắng tập luyện, trong một thời gian ngắn nhất định sẽ có thành quả. Đinh sư tỷ cười cái gì vậy? Ta muốn hỏi trưởng môn nhân, người đàn ông này ổng là ai đây? Người này là một đệ tử mới vừa được phái Nga Mi nhận vào. Ồ, theo như ta thấy hắn là đệ tử nhập thất của trưởng môn chứ gì hả? Vì Tống công tử này không những chỉ là đệ tử của Nga Mi ta, mà còn là phu quân của ta. Sau này ngươi đừng có ăn nói bậy bạ. Ngươi dám đánh ta? Võ công vừa rồi của ngươi không phải phái Nga Mi. Võ công của Nga Mi bát đại tinh thâm, ngươi biết được bao nhiêu? Nếu như ngươi không muốn học, không có ai miễn cưỡng ngươi. Những người khác có tình nguyện học môn võ công này không? Xin tuân lời tiểu công nhân chỉ dạy. Được. Bây giờ bắt đầu thức thứ nhất. Dạ. Quy khí đan điền, thử đi. Võ công thật là lợi hại. Cuộc đại hội anh hùng lần này, tôi muốn huynh dùng công phu của tôi truyền cho huynh đánh bại phái Võ Đàng, cho phái Nga Mi của tôi nở mặt nở mày. Dạ, xin ghi nhớ lời của nương tử. Thời gian không còn, hãy trở về đi. Về đâu nữa?
Không phải vừa rồi cô nói ta là phu quân của cô sao? Những lời này chỉ lừa Đinh Bẩn Quân thôi, không thể nào coi như thật. Vậy mà ta coi là thật. Ta ra ngoài đi. Được, Quân Công ra, tôi ra. Không sao không sao, để tôi. Cô nương, để tôi làm, cầm đi. Dạ. Không sao không sao. Dạ xin lỗi. Không sao. Xin lỗi lắm bà, xin lỗi. Hôm nay tôi làm con gà cho cô ăn. Dạ. Qua đây. Lão bà. Nấu nướng thì cháu không biết, nhưng cháu đấm lương rất là giỏi, để cháu đấm cho bà. Thế nào? Tốt lắm. Sao hả? Thoải mái hay không? Con trai của tôi, nó cũng rất có hiếu. Lúc nó còn ở nhà cũng từng hay đấm cho tôi. Nếu như con trai của tôi còn sống, nó lớn tuổi hơn cô rất nhiều. Chị rất tiếc, rất tiếc con trai của tôi từ nhỏ tùng quân, trên chiến trường bị loạn ngựa đã đạp chết. Hả? Hai đứa con thật là tốt. Chờ sư huynh con trở về, nếu nó không chê bai bà thì nhận làm dưỡng mẫu, để dưỡng mẫu làm chủ cho hai đứa con, chủ sự động phòng qua chút. Bây giờ bên hoang mã loạn, hãy thành hôn ở đây, sau này sớm ngày đoàn tụ với cha mẹ. Dưỡng mẫu. Dưỡng nữ, con thiệt ngoan. Dạ phải. Hôn sự của người Trung Nguyên nghi lễ như thế nào? Con nhỏ này, con không phải là người Trung Nguyên. Con là người Trung Nguyên. Con làm sao mà không phải là người Trung Nguyên? Từ nhỏ tới lớn con sống ở tại Trung Nguyên, tổ tiên của con cũng là người Trung Nguyên. Tiểu thí chủ, dắt hai bó củi này vô nhà chứa củi. Dạ được. Đã hơn 10 ngày nhưng vẫn chưa có chút manh mối gì hết. Ta ở trong bếp ở đây làm ba công chuyện nặng nhọc không, khó mà biết được nghĩa phụ ở đâu. Tối nay nhất định phải mạo hiểm đi chung quanh xem xét. Là La Hán Đường, còn cách nào là Ba Giả Viên?
thì tên Kim Mao Sư Dương này nổi trong một tháng Thiếu Lâm Tự đã giết 23 người, đa tạo sát nghiệp, thật sự không phải là con muốn làm. Ngã Phật Tôn Bi, Dương Tiêu Tả Sứ Minh Giáo, Hữu Sứ Phạm Giao, Bạch Mi Ưng Dương Ân Thiên Chính, Thanh Dược Bức Dương Di Nhất Tiêu, trước sau đã từng tới đây, cậu đã tha cho Tạ Tôn. Tuy rằng bốn tự đã từ chối nhiều lần, nhưng mình giáo không thể nào chịu bỏ qua. Hơn nữa Trương giáo chủ võ công xuất thần nhập hóa, nhưng dù sao không có xuất hiện, chỉ sợ là có ý đồ khác. Ta và không trị, có được cậu ta cứu, đã mang ơn của người ta,